Vâng, xin chào toàn thể quý vị, chào các bạn. Hôm nay Yuki Bonsai Nguyễn Tâm xin chia sẻ với quý vị và các bạn về kỹ thuật tỉa rễ thay chậu tạo tán tàn theo dáng bay đối với cây cần thăng làm bonsai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cây cần thăng là cây kiểng được trồng phổ biến sâu rộng trong giới nghệ nhân chơi cây kiểng ở nước ta từ trước tới nay. Các nghệ nhân chơi cây kiểng ai cũng thích trồng cây cần thăng bởi một trong những lý do như sau. Thứ nhất, cây cần thăng luôn thể hiện dáng thế rất đẹp do lâu năm cây có thể nổi u lần và màu vỏ xám mốc như vỏ của cây già lão. Thứ hai là cành của cây cần thăng thường mọc ngang với những chiếc lá nhỏ, cành buông dài, mềm mại, rất dễ uốn, do đó tạo tán cũng rất đẹp. Thứ ba là cây cần thăng lại dễ uốn nắn do có thân dẻo, do đó để tạo được dáng thế đẹp cũng dễ dàng. Thứ tư là có thể dùng cây cần thăng làm gốc ghép để ghép một số các loại cây kiểng khác. Còn đối với phương pháp tỉa rễ và thay chậu như sau, để đảm bảo cho bộ rễ chắc khỏe là điều cơ bản để giúp cho cây phát triển mạnh. Rễ và đất có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây. Rễ có vai trò cung cấp cho cây các chất dinh dưỡng cần thiết và nước để nuôi cây. Do đó, thường xuyên thay chậu, thay đất cùng với tỉa rễ đều đặn sẽ tạo ra được một hệ thống bộ rễ rất khỏe mạnh. Và chúng ta sẽ chắc chắn rằng tỉa rễ là thao tác quan trọng nhất trong nghệ thuật của cây bonsai. Tuổi đời hay chủng loại của cây sẽ quyết định tính thường xuyên quyết định tính vẻ đẹp của cây qua việc tỉa rễ và thay chậu. Về thứ nhất, tỉa rễ và thay chậu bằng đất mới sẽ giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Bộ rễ phát triển nhanh nên việc tỉa rễ phải được thực hiện càng sớm càng tốt vào các mùa trong năm. Thông thường ở ngoài Bắc chúng ta thường làm các bước như đã nêu trên vào mùa xuân, còn đối với các tỉnh phía Nam chúng ta nên làm đầu mùa mưa. Trong khi những trời non bắt đầu ra thì chúng ta sẽ làm các bước như đã nêu trên. Tỉa rễ vào mùa xuân sẽ giúp cho rễ mới nhanh hình thành và phát triển ngay cả khi nhiệt độ và điều kiện thời tiết phù hợp sẽ thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Không nên tỉa rễ vào mùa thu vì những rễ non khó có thể chịu đựng được vào mùa lạnh. Do đó các bạn hết sức chú ý điều này. Để làm được các bước như đã nêu trên thì đầu tiên các bạn hãy lấy cây ra khỏi chậu. Nếu khó khăn thì các bạn hãy dùng dao hoặc dùng các vận dụng sắc nhọn, chúng ta sẽ cắt vòng quanh đất bên trong chậu để đưa cây ra một cách dễ dàng. Khi đưa cây ra khỏi chậu thì các bạn dùng cào hoặc rễ móc, đũa hoặc bất cứ các vật dụng gì để tách bỏ phần đất bám xung quanh rễ của cây. Nếu có điều kiện các bạn dùng cái móc rễ càng tốt. Đây là dụng cụ cần thiết đối với cây trưởng thành. Ngoài ra các bạn có thể dùng kéo tỉa bớt xung quanh gốc rễ, phần còn lại là hình tròn bằng phẳng xung quanh gốc. Sau đó các bạn cần làm cho bộ rễ gọn gàng sạch sẽ, đồng thời cũng phải chừa lại một lượng rễ hỗ trợ cho cây sinh trưởng và phát triển khi chúng ta cấy lại vào trong chậu. Khi rễ đã được tỉa xong thì chúng ta hãy thay chậu cho cây. Khi cắt bỏ một nửa bộ rễ cũng phải bỏ bớt đi một nửa hoặc nhiều hơn lượng tán lá như đã nêu trên. Cành không cần thiết các bạn nên cắt bỏ. Làm được việc như vậy thì các bạn sẽ thấy được cây luôn cân bằng phát triển giữa bộ rễ lá cây. Thứ hai là sẽ chuẩn bị chậu. Chậu phải khô sạch. Nếu các bạn sử dụng lại chậu cũ thì phải dùng cọ nước cùng một ít chất tẩy rửa vệ sinh chậu một cách sạch sẽ, tránh làm hại cây và tránh để sâu bệnh gây hại cho cây. Điều này sẽ giúp loại bỏ các bụi nhỏ, sau đó rửa sạch lại một lần nữa, các bạn hết sức lưu ý.
Ngoài ra thì các bạn cũng cần phải đảm bảo bộ lỗ thoát nước dưới đáy chậu, chúng ta phải kê nót cẩn thận để giúp thoát nước tốt. Các bạn có thể dùng miếng lưới nhựa nằm đúng ở vị trí của lỗ, sau đó các bạn đặt các tấm lưới lên để đảm bảo độ thoát nước tốt. Đây là điều rất cần thiết đối với chậu trồng bonsai. Trong trường hợp cần thiết thì cây bonsai khi trồng vào chậu thì các bạn cũng cần phải cố định bằng dây. Thứ ba là các bạn trồng cây vào trong chậu. Khi các bạn trồng cây vào trong chậu, thay chậu cho cây từ chậu nhỏ sang chậu lớn hơn, thì các bạn hãy đặt cây vào đúng vị trí và giữ cho cây một cách an toàn. Và các bạn cũng cần sử dụng đúng loại đất để cố định cây trong chậu. Việc thay chậu thường xuyên theo tỷ lệ rễ, cũng như các trường hợp như vậy hãy bổ sung thêm nước và một số các loại phân kèm theo để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Nếu chậu có hình chữ nhật hoặc là hình bầu dục thì hãy đặt cây lệch về phía gần cạnh chậu. Trường hợp chậu hình vuông tròn đa giác thì các bạn nên đặt cây theo đúng thế của cây. Sau đó các bạn sẽ cho một ít đất vào chậu để cho cây có đủ đất bên dưới bộ rễ. Sau đó các bạn sẽ trải rễ ra và xoay cây theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, sao cho đúng theo thế của chậu. Điều này sẽ giúp cho rễ chính tiếp xúc với đất tốt hơn. Kéo hai đầu dây lên, bắt chéo nhau, dùng kìm vặn chặt hai đầu cho đến khi cây được giữ vững, không bị xô lệch, không bị di chuyển trong chậu. Khi làm các bước như đã nêu trên thì các bạn sẽ tiếp tục cho giá thể đất vào. Nếu đất khô, các bạn nên đưa sâu vào trong rễ. Không được nếu dùng đất ẩm hoặc ướt, vì cây sẽ khó khăn cho rễ tiếp xúc với đất. Do đó các bạn cẩn thận bỏ bớt phần đất thừa, để đất trong chậu chỉ ngang bằng miệng. Sau đó các bạn sẽ tiến hành tưới nước nhẹ nhàng cho đến khi đất ngấm đủ nước. Khi làm xong các bước nêu trên thì nếu cần thiết các bạn sẽ chỉnh lại dáng thế tán tàn như ở trên các bạn đang quan sát, đó là dáng bay. Những cành thừa không cần thiết các bạn nên dùng kéo thật sắc bén cắt bỏ. Khi các bạn đã định hình dáng thế thì các bạn sẽ tiếp tục vào dây kẽm quấn lại các cành để giữ dáng giữ thế cho cây. Nếu cần thiết các bạn có thể quấn bổ sung thêm. Điều này rất cần thiết để tạo lại bộ dáng cho cây như trên màn hình mà quý vị và các bạn đang quan sát. Làm được điều đó thì các bạn có thể thấy rằng tạo được sự cân bằng cho các hoạt động của rễ cũng như là các tay tán tàn của cây. Theo bước tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành các bước chăm sóc sau khi tỉa rễ, thay chậu, tạo tán tàn cho cây. Các bạn lưu ý chỉ giữ ẩm đất, không nên bón phân ngay khi mới tỉa rễ, tỉa cành cho cây, vì chất dinh dưỡng vào rất dễ làm hỏng rễ và cành rễ mới cắt. Hãy đợi một vài tuần sau đó thì các bạn sẽ tiến hành các bước chăm sóc như bón phân, tưới thuốc kích rễ. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng một số phương pháp như diệt trừ sâu bệnh. Vâng, trên đây Nguyễn Tâm vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về kỹ thuật tỉa rễ, thay chậu, tạo tán tàn theo dáng bay đối với cây cần thăng là bonsai, tạo một tác phẩm đẹp. Mong quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh của Nguyễn Tâm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video mới nhất.